Bầu ơi Bầu ơi, ra đây tôi nói Bầu nghe này nè. Bầu nói đi. Tôi thấy anh Phan Tấn Đạt làm sinh nhật vui quá à. Thế tôi tới đây tôi định mời Bầu một chuyện. Vài hôm nữa nè tôi lấy chồng rồi đó. Trời đất ơi. Chim quyên quỳ à, ăn trái quỳ chán lòng ơi cô ba mình ơi. Chim ơi chim xa rừng thì chim thương nỗi nhớ người cách xa người cách xa người đâu còn có gì bởi vậy tôi hiểu rồi. Hiểu gì vậy Bậu? À, Bậu mời tôi đi sinh nhật của anh Phan Tấn Đạt rồi Bậu nói Bậu theo chồng. Dạ. Thôi được rồi, để tôi hát cái bài Tân Cổ Giao Duyên Lý Kim Nguyên cho Bậu nghe. Nghe Bậu hát đi Bậu. Chim xa rừng còn nhớ cái thương coi người xa người đêm đời. Ngày trong tuổi mình duyên phận long đong thương nhau ngần ấy mà không được chung đường.
chứ hai đứa mình có duyên mà không nỡ. Bởi người ta có tiền nên người ta có nợ lần duyên. Bảo ơi, nói đi. Lòng riêng đã nặng phiền, sao bầu còn cái đắng làm chi cho kẻ vô quý thêm bận biểu trong lòng. Buồn hay không rồi có cùng theo chồng. Tôi nghe người ta nói nhớ có chồng thì chiếc lòng đã giàu. Nói vậy thôi chứ không có về đâu. Dẫu tàn tiệc mới về. Dạ xin cảm ơn các anh các chị rất là rất nhiều ạ. Xin chân thành cảm ơn cặp đôi vang trong ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời, kết hợp rất là ăn.